Mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Hãy cùng chúng tôi bỏ ra 20 phút mỗi ngày để cập nhật thông tin nóng hổi trong suốt 24 giờ vừa qua. Bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm. Thưa quý vị và các bạn, chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022 vào ngày 4 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được, nước ta vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan là một số cơ quan đơn vị, người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt, chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Thủ tướng yêu cầu với các khó khăn, thách thức này cần bám sát tình hình, thẳng thắn, nhận diện kịp thời, có giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ Nội vụ xây dựng văn bản để thể chế hóa chủ trương của Đảng về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Thời gian qua, Đảng ta đã có kết luận và xử lý nghiêm nhiều vụ việc với nhiều đảng viên, cán bộ sai phạm. Điều này rất cần thiết, nhưng cũng đã khiến nhiều cán bộ, đảng viên có tâm lý e dè. Thực tế hiện nay, để an toàn, một số cán bộ đã có tâm lý đùn đẩy trách nhiệm, không dám quyết những công việc nằm trong chức trách của mình, dẫn đến tình trạng công việc bị đình trệ, hay có việc cấp dưới đùn đẩy công việc cho cấp trên lại đùn đẩy cho cấp trên nữa. Chẳng hạn mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phải đốc thúc các bộ ngành địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bởi công tác này được các đơn vị triển khai rất chậm. Theo đó, ngoài lý do khách quan là hệ thống văn bản pháp lý còn bất cập, chồng chéo, thì không thể phủ nhận rằng năng lực điều hành của một bộ phận cán bộ chưa tốt. Nhiều trường hợp, không ít cán bộ chọn giải pháp an toàn là xin ý kiến cấp trên, dù vấn đề hoàn toàn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình. Tuy nhiên, không phải vì thế mà không có những cán bộ đảng viên năng động, có những cách làm hay, sáng tạo, đột phá vì lợi ích chung trong những thời điểm, thời khắc khó khăn nhất. Tại hội nghị quán triệt triển khai và thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện kết luận số 14 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 124 của Thành ủy về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, nhiều địa phương cũng nêu lên những sáng kiến, sáng tạo trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua. Chẳng hạn như thành phố Thủ Đức đã chủ động xây dựng tháp theo dõi bệnh nhân khi chưa có hướng dẫn của ngành y tế. Lãnh đạo quận 7 và huyện Củ Chi đã tiên phong đi đầu trong kiểm soát dịch bệnh bằng nhiều biện pháp sáng tạo. Hay từ khó khăn trong đại dịch, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện chủ trương đưa y bác sĩ trẻ về trạm y tế. Những sáng tạo này đã giúp cho thành phố Hồ Chí Minh phần nào vượt qua được những khó khăn trong thời khắc đại dịch COVID-19 diễn ra khốc liệt. Trước đó, Bộ Chính trị khóa 13 đã ban hành kết luận số 14 KLTU ngày 22 tháng 9 năm 2021 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Bên cạnh đó, kết luận số 21 KLTU ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Cũng đã yêu cầu thực hiện tốt chủ trương khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung. Mặc dù Đảng đã có chính sách bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nhưng không có nghĩa là bảo vệ người làm liều, làm không báo cáo hay lợi dụng đổi mới sáng tạo để mang lại lợi ích cho cá nhân và lợi ích nhóm. Theo đó, để được bảo vệ đề xuất đổi mới, sáng tạo của cán bộ phải báo cáo với người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị nơi công tác. Được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thực hiện hoặc thực hiện thí điểm, bảo đảm không trái với hiến pháp và điều lệ Đảng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ triển khai thực hiện. Kết luận số 14 KLTU cũng nêu rõ, khi cán bộ thực hiện thí điểm mà kết quả không đạt được, hoặc chỉ đạt được một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại, thì cấp có thẩm quyền phải kịp thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá công tâm để xem xét xử lý phù hợp. Nếu thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm, đồng thời xử lý nghiêm việc lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che hành vi lợi dụng tham nhũng tiêu cực, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của nhà nước,
nghiêm khắc nhưng cũng linh hoạt. Đó là cách mà Đảng ta khuyến khích và bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đi liền với dám chịu trách nhiệm, hy sinh lợi ích cá nhân để đóng góp công sức của mình cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Và đất nước hiện đang rất cần những cán bộ như vậy, nhất là trong giai đoạn bình thường mới sau đại dịch COVID-19, để có thể đưa đất nước sớm phục hồi, sớm có thể sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu, như lời dặn của Bác. Phạm Công Tạc đã diễn trong vở kịch Việt Á như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng ông Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Những hành vi gây hậu quả nghiêm trọng của ông Phạm Công Tạc chắc chắn sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ. Còn người dân, dư luận hãy xem lại vở kịch về ký test của Việt Á, sẽ thấy Thứ trưởng Phạm Công Tạc là một diễn viên cực kỳ xuất sắc. Nghe ông Phạm Công Tạc diễn xuất tại cuộc họp báo công bố kết quả đề tài nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm Real-Time RT-PCR và RT-PCR phát hiện virus corona chủng mới nCoV diễn ra vào ngày 5 tháng 3 năm 2020 mới hiểu được sự phối hợp giữa các diễn viên trong vở kịch này nhịp nhàng như thế nào. Các kịch sĩ chính trong buổi họp báo đều diễn xuất rất xuất sắc. Giáo sư tiến sĩ Đỗ Quyết, nguyên giám đốc Học viện Quân y múa rằng khi có kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học đã gửi đến tạp chí virus học quốc tế Virology. Tạp chí này đã gửi nghiên cứu đến WHO. Tổ chức này lập tức liên hệ với Học viện Quân y xin phép chia sẻ nghiên cứu tới các phòng thí nghiệm khác. Còn kịch sĩ Phan Quốc Việt, tổng giám đốc Việt Á, láo thiên láo địa, rất thu hút. Hiện công ty nhận được nhiều đơn đặt hàng bộ kit này. Năng lực sản xuất của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á khoảng 10.000 bộ kit một ngày. Khi cần huy động có thể tăng công suất lên gấp 3 lần. Như vậy, năng lực sản xuất hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu hoặc hỗ trợ quốc tế trong tình trạng dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở nhiều trên thế giới. Nhưng cho đến nay, đi tìm cái nơi sản xuất 10.000 bộ kit một ngày của Công ty Việt Á chưa ra, không biết nó có tồn tại hay không. Ngoài các kịch sĩ xuất sắc đó, Thứ trưởng Phạm Công Tạc nổi lên bằng pha diễn đầy chia sẻ. Ví dụ như xác định rõ tầm quan trọng đặc biệt của việc phải sớm có bộ kit phát hiện nCoV để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, các nhà khoa học thuộc Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã nỗ lực làm việc không mệt mỏi cả ngày nghỉ lẫn ban đêm. Còn nữa, bộ kit được chuẩn bị các tiêu chí độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác, độ lặp lại tại labo chuẩn thức của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và Học viện Quân y. Kết quả cho thấy các tiêu chí tương đương bộ sinh phẩm do US, CDC và WHO sản xuất. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tuyên bố tại cuộc họp báo về sản phẩm của Việt Á như vậy. Còn ai nghi ngờ gì nữa? Chưa kể còn nhiều diễn viên múa phụ họa khác. Cho nên, ngành y các địa phương bị dính chàm trong vụ này là phải. Một số diễn viên đã bị lộ mặt, nhưng ai là đạo diễn của vở kịch ký test Việt Á? Ông Tề Chí Dũng bị khởi tố trong vụ bán rẻ đất công. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Tề Chí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, IPC, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn Sadeco, về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Cùng bị khởi tố trong vụ án này với ông Tề Chí Dũng về tội danh trên còn có 3 người khác gồm bà Hồ Thị Thanh Phúc, nguyên Tổng Giám đốc Sadeco và ông Vũ Xuân Đức. Ông Trần Đăng Linh cũng từng đều giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty IPC. Cả 4 bị can này đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án Công ty Sadeco bán rẻ 9 triệu cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim. Trong vụ án mới này, ông Tề Chí Dũng và các đồng phạm bị cáo buộc có những sai phạm trong việc chuyển nhượng nền đất tại dự án khu đô thị An Phú Tây thuộc xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Được biết, phần đất này nằm trong tổng thể khu đất 47 ha giáp quốc lộ 1A, đường Nguyễn Văn Linh, cao tốc TP.HCM Trung Lương, gần bến xe miền Tây, chợ đầu mối Bình Điền, nên được xem là đắc địa. Năm 2001,
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao công ty Stadeco làm chủ đầu tư dự án An Phú Tây phục vụ cho việc bố trí tái định cư các dự án trong khu đô thị Nam thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn năm 2005 đến năm 2008, công ty APC ký hợp đồng góp vào dự án hơn 492 tỷ đồng cùng với Stadeco thực hiện dự án và đã thanh toán 473 tỷ đồng. Khi đầu tư hạ tầng năm 2016, công ty APC đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với diện tích là 24.000 m2 theo đơn giá 7 đến 8,8 triệu đồng 1 m2 cho 4 khách hàng, thu được 186 tỷ đồng. Được biết, việc chuyển nhượng này thông qua 4 hợp đồng, trong đó ông Tề Chí Dũng với cương vị là tổng giám đốc APC ký 2 hợp đồng vào năm 2016 và 2 hợp đồng còn lại lần lượt ký năm 2018 bởi ông Vũ Xuân Đức và ông Trần Đăng Linh, phó tổng giám đốc công ty APC. Khi thanh tra thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc làm rõ việc bán lượng lớn nền đất tại dự án An Phú Tây là bán cho các cá nhân chứ không tổ chức bán qua sàn giao dịch bất động sản, không tổ chức đấu giá, thời điểm bán là chưa phù hợp vì APC chưa thực sự cần vốn. Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định thương vụ mua bán này không mang lại hiệu quả kinh tế. Cụ thể năm 2008, công ty APC góp vốn vào Stadeco với giá là 6,6 triệu đồng 1 mét vuông và đến năm 2016 lại chuyển nhượng với giá 7 triệu đồng 1 mét vuông. Giá bán so với giá mua chỉ tăng 6%. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng trong 8 năm tăng khoảng 42%. Thanh tra làm rõ, hai hợp đồng bán nền đất ký năm 2018 thì giá có sự thay đổi lớn, nhưng APC vẫn bán giá thấp hơn so với giá mà Stadeco công bố năm 2016. Và trong năm 2016, theo các hợp đồng chuyển nhượng nền đất tại dự án An Phú Tây do Chi cục Thuế huyện Bình Chánh cung cấp, thì giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng là 15 đến 16 triệu đồng 1 mét vuông. Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh xác định việc chuyển nhượng các nền đất tại dự án An Phú Tây có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trách nhiệm thuộc về tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, phòng kinh doanh APC. Do đó, thanh tra thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Và nay thì 4 người bị khởi tố như nói trên. Giá xăng đã đội đỉnh, bao giờ giảm thuế? Thưa quý vị và các bạn, ai cũng sợ lạm phát, muốn kiểm soát lạm phát phải có kịch bản. Giá xăng đã tăng gấp đôi so với năm 2020 và tăng hơn 30% kể từ đầu năm. Phả hơi nóng vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống, liệu cân nhắc rà soát đề xuất có kịp chủ động kìm đà tăng của giá cả? Song phẳng ta, giá xăng dầu phải theo thị trường, nước lên thuyền lên. Nhưng giá cả đang ở trong thời kỳ cực kỳ nhạy cảm, không chỉ với xăng dầu mà còn nhiều mặt hàng khác. Xăng dầu đã đội đỉnh. Có quá nhiều câu hỏi tại sao về giá xăng dầu cần lời giải đáp. Tại sao Malaysia trợ giá để có giá là 13.000 đồng một lít xăng hay Đức miễn thuế nhiên liệu trong 3 tháng? Tại Việt Nam, mỗi lít xăng vẫn cõng trên 30% thuế phí, đẩy giá lên trên 31.000 đồng một lít, dù có giảm được 2.000 đồng một lít thuế bảo vệ môi trường. Từ tháng 3 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định trước Quốc hội rằng nếu giá xăng dầu tăng cao, sẽ tiếp tục dùng công nghệ thuế phí. Vậy, giá bao nhiêu mới là cao? Tại sao Bộ trưởng Bộ Tài chính lại bày tỏ sự lo lắng rằng giảm thuế xăng dầu sẽ chảy sang Lào, Campuchia? Tại sao Bộ trưởng Bộ Tài chính lại bày tỏ sự lo lắng rằng giảm thuế xăng dầu sẽ chảy sang Lào, Campuchia? Chúng ta có bộ máy chống buôn lậu lại lo những can xăng, thậm chí xe bồn xăng dầu thẩm lậu sang nước bạn. Không lẽ chúng ta đánh đổi giữa giảm thuế có lợi cho 100 triệu dân cho nền kinh tế với một nhúm buôn lậu đường bộ? Không phải tuồn bằng tàu hay xà lan bằng đường biển ngược ra quốc tế. Bộ trưởng Bộ Công Thương lo lắng ép giá xăng dầu xuống thấp sẽ thiệt hại cho nền kinh tế, sợ bị kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp, thao túng tiền tệ, trong khi các nước phát triển như Mỹ, châu Âu đã có giải pháp. Chúng ta không bù lỗ xăng dầu, chỉ là giảm thuế. Việc giảm thuế không phân biệt đối xử với các thành phần kinh tế. Vậy nói thiệt hại liệu có hợp lý? Và cho đến nay, nhiều người vẫn chưa tâm phục khẩu phục việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt 10% đối với xăng tương tự như rượu, bia, thuốc lá, trong khi với hàng chục triệu dân đô thị, xăng là máu để lưu thông. Không có xăng, dân đô thị chẳng biết đi đứng thế nào.
thôi thì có áp dụng cũng tạm tránh những lúc thị trường đang căng thẳng, giá cả đang bào mòn túi tiền của người dân. Không còn thuế tiêu thụ đặc biệt, giá xăng dịu lại, ai cũng được lợi, đâu chỉ người dùng xăng. Những câu hỏi trên cần được sớm phản hồi cụ thể, không thể chung chung là cân nhắc, rà soát, đề xuất. Bởi cử tri và ngay đại biểu quốc hội khi thảo luận ở tổ hay hội trường đều mong muốn dùng thuế để kìm giá xăng dầu. Như ý kiến của đại biểu quốc hội Trần Hoàng Ngân, chính phủ cần sớm trình đề xuất tạm thời gian giảm, miễn thuế để quốc hội quyết định lồng ghép ngay trong nghị quyết cuối kỳ với mục tiêu lớn nhất là kiềm chế lạm phát, giảm bớt khó khăn cho người dân doanh nghiệp. Chống lạm phát là phải phòng ngự từ xa, bởi lạm phát như một hòn đá ném xuống mặt ao. Khi sóng đã dậy lên thì không có cách nào cản được. Giờ có giảm thuế e rằng hơi muộn, nhưng đừng để những hòn đá nhỏ rồi đá to, thậm chí đá tảng rớt xuống hồ.